này chúng ta sẽ tại sao hỏi câu đó để cho tôi hiểu các bạn từ ABC luôn. Thế thì môn này rất là dễ, nhưng mà nhờ cái mặt cách online của thầy Huy đó mà chúng tôi sửa lại, và nhờ thầy Huy sửa tiếp chúng tôi nữa thì chúng tôi đi ra đời nói cũng ít, làm cũng ít, nhưng mà người ta cười rất nhiều. Rất là nhờ thầy là thầy Huy hồi đó sửa cho từng cái một. Thế bây giờ mời quý vị giơ tay như vậy. Chúng ta biết là có một cái tư tưởng là đưa những cái điểm tốt đẹp khỏe mạnh nhiều đó, và sau đó chúng ta cười lắc lư rồi hết này bụng tức quá được cười này. Hả cười lên nữa nè, hả cười lên nữa nè. Các bạn thấy đơn giản không? Nói rất là ít nhưng mà cười rất là nhiều. Có những cái hội thảo 2.500 người, những người mà mời chúng tôi đến thì luôn ơi thầy hôm nay 2.500 người, thầy làm người ta cười được không? Nói được, thầy học rồi. Nhưng mà em run lắm, tại thầy mà làm người ta không cười thì em mất chứ. Thế thì may quá, nhờ những cái bài mà chúng tôi học áp dụng, có khi chúng tôi không làm gì hết, ra đứng nhìn các bạn thôi, chơi cái tay này thôi là dưới cười lên. Thành ra, đó là những cái kỹ năng mà thầy Duy dạy chúng tôi rất là nhiều. Biết hơn thêm lần nữa. Chúng ta hít vào, nhớ nha, đưa cái ý thức vào nha. Cái này là hơn những cái môn khác ở cái phần ý thức. Và hồi xưa chúng tôi không có được như vậy đâu. Hồi xưa là rất là mập và người rất là đột. Thế thì học chừng 4 tháng thôi nó thay đổi. Và hình như 10 năm nay thầy Vi và không biết các bạn nào biết rồi, nhìn thầy chúng tôi hồi xưa cho tới bây giờ hình như nó không thay đổi nhiều. Đó, vẫn giữ được cái nét của 10 năm về trước. Để làm lại nha. Đưa tay ạ. Hít vào, đưa những cái gì tốt đẹp khỏe mạnh vô. Hít đầy bụng tức quá rồi lắc lư rồi cười hóc. Hôm nay mình đang rất là vui. Cái vui đó nên là giữ lại một tuần sau. Mà cái nào? Mà các bạn giơ tay lên này. Mình sẽ xài chữ là very good, very good. Yeah. Các bạn dè mạnh mạnh nha. Các bạn trẻ dè mạnh. Very good nào. Very good, very good. Yeah. Quá tốt luôn. Lần nữa nào. Very good, very good. Yeah. Quá tốt luôn. Nghe được cái năng lượng của lớp đúng không? Yes. Đúng. Cái câu hoàn hảo của nó là hai câu. Câu đầu tiên là very good, yeah, để đỡ mà có các bạn là bè nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức tới đây người ta hiểu. Nhưng câu thứ nhì mình nói tiếng Việt luôn, tiếng Việt là rất tốt, yeah. Bây giờ nói tiếng Việt nhé. Rất tốt, yeah. Quá tốt luôn. Rất tốt nữa là very good, yeah, không là rất tốt, yeah luôn. Okay. Very good nha. Very good, yeah. Rất tốt, yeah. Rất đã luôn. Nói thật các bạn có nhiều cái năng lượng hơn chúng tôi mấy năm trước rất nhiều. Tính chứng tỏ là gì? Thầy Duy càng ngày công lực càng cao. Hướng dẫn các bạn có được cái năng lượng dữ dội. Cái này mà đem ứng dụng vô kinh doanh, thắng không? Thắng. Đúng vậy. Phải chiến trước khi thắng hay không mà mình phải quyết như vậy. Thắng thì nó mới thắng. Mà thắng không? Dạ thắng. Tôi biết là thắng hay không. Đúng không ạ? Yes. Thắng không? Thắng. Đúng rồi, quá tốt. Vậy mới là chuyên training. Đây. Cái bài thứ nhì. Bài thứ nhì là các bạn có thể là đang làm văn phòng, đang làm cái gì đó, nhưng mà đa số là ngồi cuối và một tiếng đồng hồ sau thấy cái đầu mình nó đang băng đó. Và cái này hồi xưa chúng tôi bị rồi, hai vợ chồng cũng bị, tức là gọi là máu lên não không có đủ.
thì uống nhiều thuốc lắm, thuốc tây có, thuốc ta có, những ai chỉ thì đi internet cái gì nó cũng xài, nhưng mà mấy năm nó không hết. Qua Ấn Độ gặp ông tổ sư dạy những cái bài này đơn giản lắm, tập chừng 2 tháng thôi, mỗi ngày 2 tháng thôi, mỗi tháng sau hết luôn, máu lên não dồi dào luôn. Có cái máy bây giờ đó, có cái máy thì đo oxy, hồi xưa là đo là thường thiếu, thường thiếu bây giờ là đo lúc nào cũng thừa luôn, mặc dù là 2 giờ sáng hay là 5 giờ chiều hay là mấy giờ đêm, chúng tôi là tất cả là người mà bình năng lực, phải nhớ cái bài thở này thôi. Thế thì hôm nay tặng cho các bạn bài này, dễ lắm. Bài này có tên là uống trà, tại vì chúng tôi học ông tổ sư ông cũng lớn tuổi rồi, do đó cái bài đầu tiên học là ông uống trà. Nhưng mà sau khi chúng tôi học ở Ấn Độ xong rồi, ông nói rằng Mỹ nó cho người qua đây học, và bây giờ Mỹ giỏi hơn Ấn Độ. Thế hai vợ chồng nhà ngươi mà muốn giỏi nữa thì đi qua Ấn Độ đi qua Mỹ tu nghiệp học. Lúc đó hai người cũng đang bệnh và đang rảnh, do đó đi qua Mỹ học thêm 2 tháng. Và tí xíu chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Cái bài ở bên Ấn Độ thì là uống trà, nhưng mà qua đến Mỹ họ chuyển thành uống thứ khác. Và mời các bạn tập luôn cả 2 bài. Thì như thế này, mục tiêu là mời em lên đây hỗ trợ. Đây cũng là một trong những người học trò của chúng tôi, mai mốt có thể thành học trò thầy Duy luôn. Bài uống trà như vậy, chúng ta đưa 2 tay lên, một tay tưởng tượng rằng mình đang cầm cái bình, một tay tưởng tượng rằng mình đang cầm cái bình, bình rót vào, bình rót vào. Đó là xong rồi nghiêng người nha, nghiêng cái cổ ra cho nó cân bằng. Hồi nãy là mình cúi, bây giờ mình nghiêng ra cho nó cân bằng lại và cười. Còn những cái môn khác là phải đúng rồi. Ta như vậy đấy, cúi xuống mấy cái độ này hết, rồi làm như thế này, làm như thế kia, nó hơi gò bó. Còn như cái môn này là không gò bó, chỉ làm sao đó máu huyết lưu thông tốt và hồng hào giống như chúng tôi này, và vượt qua mọi loại bệnh này, và không bao giờ đau, thì cái đó là thành công. Thì cái môn này nó hay cái điểm đó. Thì nó thành ra ở bên Mỹ, những người 90kg, 101, 102kg, họ không tập yoga được, nhưng họ tập cái môn này được. Là vì cái môn này không có cái khuôn khổ gì hết, có một cái chủ đề thôi, tức là làm sao đó anh thấy thoải mái là được. Cái tay chúng tôi dơ như vậy, chứ anh dơ lên không được, anh dơ hơn nữa cũng được, nhưng mà lát cười á thì cười hết sức. Đó, nó có cái chủ đề đó thôi. Bây giờ chúng ta làm lại nhé. Rồi, đó qua, đó lại, đó qua, đó lại, ngửa cổ uống và cười. Ví dụ gia đình ông của chúng ta giỏi lắm, uống rượu giao bôi được 3 lần. 4 lần là càng là cao,
mà 5 lần là khổ sở lắm rồi. Thế thì nhưng mà vô đây thì sao? Vô đây ngày nào cũng được uống hết. Do đó cái lớp yoga cười ngày nào cũng đông. Do đó cứ vô là tập cái bài thay vì uống trà thì uống rượu, thay vì uống trà uống rượu. Thì mục đích nó cũng giống tổ sư vậy thôi, cũng là có di chuyển, cũng là có hoạt động, cũng là có vui, cũng là máu lên não đủ, đúng không? Nhưng mà người ta thích như thế thì kệ người ta. Chấp nhận không? Chấp nhận. Chấp nhận thì bây giờ tạm thời đứng lên được không? Và chúng ta bước qua bước lại hoặc là quay lên quay xuống để mà mời bạn mình, đúng không? Được không? Rồi nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, chúng ta sẽ uống uống 2 ly trà trước. Sau là chúng tôi nói là đổi qua kiểu uống rượu kiểu Mỹ thì các bạn mời nha. Chúng ta có thể mời người này, có thể mời bạn phía dưới, có thể mời bạn phía kia, có thể mời bạn bên này. Đồng ý không? Rồi, một người có thể mời 2-3 người. Và không phân biệt nam nữ nha. Coi như mình là anh em, coi như mình là đồng môn đi. Nếu mình đồng ý không? Người ta lớn tuổi coi như là chị, ta nhỏ tuổi coi như người ta là em, còn không thì coi như là đồng trang lứa với nhau, không phân biệt nam nữ. Và nhớ nha, phải mời nhưng mà vừa phải thôi, lịch sự nha, đừng có mà cắt tay người ta nhiều quá. Và có cái điều luật thứ nhì, không được thấy người ta đẹp quá tất cả nhào vô mời con người. Của mình đây là phải giao lưu, rõ không? Rõ. Chuẩn bị giơ tay này, uống 1 ly trà, 2 ly trà trước cho nó lịch sự xong rồi đổi qua uống rượu nha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái tâm thái vui vẻ vô cái ly trà bằng cách là chúng ta la lên y y nha. Thế chúng ta sẽ chuẩn bị nha. Y y y y y. Các bạn đúng là cười. Cười nói nè. Bây giờ uống kiểu Mỹ đi, đi lại bạn. Oh!
đổi bài khác rồi thì chúng ta cứ giơ tay lên. Như vậy là biết rồi đó, biết các bạn này rồi đó, muốn đổi bài chúng ta yeah, một cái kết thúc để qua bài khác. Đó là những cái dấu hiệu của yoga cười.